Lego. Dạ vâng, sau khi tham quan mộ Hàng Mặc Tử, đoàn chúng ta sẽ di chuyển sang đảo Hải Minh. Chúng ta sẽ dùng bữa tối ngoài trời và nghỉ ngơi qua đêm tại đó. Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong lịch trình của chúng ta ngày hôm nay. Trên đường đi sang Hải Minh, đoàn mình sẽ đi ngang qua một con đường rất đẹp, đầy thơ mộng, với một bên là dãy nhà hàng quán nhậu nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn, một bên là đường bờ biển dài, xanh ngát, với tiếng sóng vỗ rì rào. Chắc hẳn các anh chị ngồi đây ai cũng đã từng nghe qua câu thơ "Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu". Vâng, tác giả của hai câu thơ này chính là nhà thơ Xuân Diệu, và hiện tại thì xe của đoàn chúng ta đang đi trên con đường Xuân Diệu. Sẵn đây, em xin được giới thiệu đôi nét về nhà thơ này cho quý chị mình được hiểu rõ. Nhà thơ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, ông lấy bút danh là Trảo Nha, còn được gọi với tên là ông Hoàng thơ tình Việt Nam. Quê quán của ông ở Hà Tĩnh, nhưng được sinh ra quê mẹ tại Gò Bồi, Tuy Phước, thuộc tỉnh Bình Định ngày nay. Hiện tại, nơi đây đã xây một ngôi nhà lưu niệm tại gần cầu Gò Bồi như để tưởng nhớ về ông, về một nhà thơ kiệt xuất của nền văn học nước nhà. Bàn về sự nghiệp và cuộc đời của ông, năm 1927, ông từ Tuy Phước xuống học ở Quy Nhơn. Sau đó, ông ra Huế học và thi tốt nghiệp trường Tú Tài Khai Định. Cho đến năm 1937, ông ra Hà Nội học trường luật, viết báo và ông là thành viên của nhóm tự lực văn đoàn gồm các nhà thơ nổi tiếng, tiêu biểu như Thạch Lam, Thế Lữ. Năm 1940, ông vào Tiền Giang làm viên chức, chức tham tá viên chánh, ngày nay hay còn được biết đến là làm công việc liên quan đến ngoại giao. Hai năm sau, ông về lại Hà Nội và sống bên nghề viết văn. Sau đó, năm 1944, ông tham gia vào phong trào Việt Minh tại chiến khu Việt Bắc, tích cực dùng hoạt động văn nghệ của mình để tham gia kháng chiến cách mạng. Đến khi hòa bình lập lại, ông về sống và làm việc tại Hà Nội cho đến lúc qua đời. Ông đã để lại cho hậu thế nhiều bài thơ, tình nổi tiếng với trường phái hiện thực, thơ mới về phong cách sống vội vàng nhưng lãng mạn. Xuân Diệu viết rất nhiều thể loại từ thơ, văn xuôi, tiểu luận phê bình, nhưng mà để làm nên tên tuổi của ông đó là qua hai tập thơ thơ năm 1938 và tập gửi hương cho gió năm 1945. Sau đây em xin trích các câu thơ tình lãng mạn của ông, qua đó các thế hệ đều yêu mến câu thơ này. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào, hay câu anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em. Hôn thật khẽ, thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Ông ví tình yêu đôi lứa như là sóng biển và cát. Cứ vỗ vào bờ, anh chỉ có thể nhìn sang bên tay phải của mình, bãi biển Quy Nhơn. Hình ảnh sóng vỗ vào bờ lúc thì dữ dội, lúc thì dịu êm cũng giống như tình yêu của mình. Vậy làm sao cách nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Dạ thưa quý anh chị, Xuân Diệu là nhà thơ của mùa xuân, tình yêu và tuổi trẻ. Thơ của ông luôn thể hiện lòng yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt, niềm khát khao chiếm lĩnh và hưởng thụ những giá trị của cuộc sống. Và đó thì ông muốn gửi đến các bạn trẻ, hãy cứ sống hết mình, yêu mãnh liệt và chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu. Hiện nay thì đường Xuân Diệu đã rất là phát triển, Sở Kế hoạch Đầu tư quy hoạch và phát triển du lịch rất là nhiều. Buổi chiều thì quý anh chị có thể thấy là rất nhiều người dân ra tắm biển cũng như là chụp hình. Em có một vài câu thơ để kết thúc về Xuân Diệu như sau. Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đường nhạt mắt, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Cũng như là nắng đã vừa tắt, em xin mời quý anh chị ổn định chỗ ngồi. Chúng ta đi đến bến Hàm Tử để đi đò sang đảo Hải Minh. Thế là đã kết thúc một ngày rồi đó quý anh chị.